Kỳ View Hiệp hội Doanh nghiệp Quốc tế BNI. Chào mọi người, hôm nay Hoàng sẽ dẫn mọi người đi tham quan, giao lưu kết nối sản phẩm của các doanh nghiệp tại sự kiện Hiệp hội Doanh nghiệp BNI. Let's go! Wow, sự kiện hôm nay cực kỳ hoành tráng và sôi động, rất nhiều doanh nghiệp đến để giới thiệu sản phẩm của chính mình và đây là các gian hàng của các công ty. Không biết nhu cầu hiện nay như thế nào mà Hoàng thấy rất là nhiều công ty cho ra các sản phẩm organic thiên nhiên hỗ trợ sức khỏe cho mọi người. Những sản phẩm được đóng gói rất tiện lợi và hiện đại. Hãy cùng xem thử nhé. Ngoài sản phẩm sức khỏe và làm đẹp, còn có các sản phẩm đặc biệt và công nghệ cao. Ở Hiệp hội Doanh nghiệp BNI có một văn hóa rất là tử tế mà Hoàng thấy rất là nhân văn. Đó là các doanh nghiệp vui vẻ ủng hộ sản phẩm cho nhau. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Giới thiệu với các bạn nha. Đây là một thành viên của BNI rất là xuất sắc luôn và Hoàng rất là khao khát mong muốn bạn chia sẻ những cái bí quyết làm sao để có một cái buổi BNI thật là thú vị và đông đúc các doanh nhân như thế này. Xin cảm ơn anh Hoàng. Thì Lộc xin chia sẻ là cái sự đông đúc cũng như là hiệu quả của cuộc họp BNI Sunrise ngày hôm nay thì cũng là nhờ phần lớn của nhờ sự đóng góp năng lượng của tất cả các anh chị thành viên cũng như là các khách mời đã đến tham gia buổi họp ngày hôm nay. Ngoài việc Hoàng còn được tham gia trải nghiệm thử các sản phẩm mới từ các doanh nghiệp, Hoàng còn được giao lưu học hỏi và trau dồi những kiến thức từ các chủ doanh nghiệp đã quản lý hơn hàng trăm nhân viên. Không chỉ vậy, Hoàng còn được quen biết thêm nhiều bạn mới, những doanh nhân trẻ đến từ những lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là không quên nhận quà từ BNI nữa nè. Những món quà vô cùng hữu ích không thể thiếu ở trong nhà. Không quên cảm ơn ban tổ chức BNI rất là chu đáo từ khâu bắt đầu cho tới kết thúc, không quên nhắc hội viên ăn nhẹ trước khi tham gia cuộc họp. Cuối cùng là phần cảm nhận của khách mời khi tham gia sự kiện Hiệp hội Doanh nghiệp BNI. Hôm nay thì Thân rất là vui, rất là vinh dự vì có mặt trong cái sự kiện của BNI. Thứ nhất là Thân thấy môi trường BNI là một môi trường rất là vui vẻ nè, và những anh chị doanh nghiệp ở trong BNI rất là thân thiện và đón tiếp nhau rất là nhiệt tình, giúp cho những cái doanh nghiệp có thể là kết nối cộng đồng với nhau, tạo ra cái việc mà phát triển cái việc kinh doanh của họ hiệu quả hơn. Đây là một môi trường rất là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị. Mọi người thấy sự kiện BNI như thế nào? Hãy comment bình luận cho Hoàng biết nhé. Đừng quên follow để xem được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.